trong hành trình đánh thức tiềm năng những vùng đất mới, kiến tạo nên những đô thị thượng lưu. Hạnh phúc hình thành nơi sự nóng nhiệt luôn kéo dài bất tận. Yêu thương đong đầy trong một không gian sống nghỉ dưỡng hoàn hảo. SLC Lux City Quy Nhơn, thành phố không ngủ, bản hòa ca của những cung bậc cảm xúc. Nằm cạnh con đường nối liền thành phố biển Quy Nhơn với quần thể du lịch và nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam, SLC Quy Nhơn Beach and Golf Resort. SLC Lux City Quy Nhơn tọa lạc tại vị trí vàng với tầm nhìn hướng biển, có thể dễ dàng di chuyển đến những địa điểm du lịch nổi tiếng của Bình Định như Eo Gió, Gành Dáng, Tiên Sa, Kỳ Co. Với diện tích 32,5 ha, gồm hơn 1.000 căn biệt thự, nhà phố thương mại cùng hệ thống 80 tiện ích cao cấp, dự án mang đến không gian sống ven biển hiện đại cũng như các dịch vụ vui chơi mua sắm đẳng cấp duy nhất tại Bình Định cho cư dân và du khách. Mỗi căn biệt thự, nhà phố thương mại là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế đơn giản mà sang trọng, giữa các gam màu tối giản mà hiện đại, tối ưu hóa yếu tố phong thủy đặc biệt cho chủ nhân. Bình Định, mảnh đất hội tụ của những kỳ quan, điểm đến lý tưởng của văn hóa và ẩm thực, dần trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của du lịch Việt Nam, mở ra cơ hội tận hưởng trọn vẹn cuộc sống nghỉ dưỡng mà còn mang đến lợi thế vượt trội về đầu tư. Quần thể SLC Beach and Golf Resort đã đi vào hoạt động và thu hút hàng vạn lượt khách mỗi tháng. SLC Lux City Quy Nhơn kiến tạo nên một đô thị sầm uất rực rỡ ánh sáng và những sắc màu văn hóa. Với sự náo nhiệt của phố đi bộ, bạn thỏa sức mua sắm tại các cửa hàng bán lẻ cao cấp, các gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ địa phương hay tận hưởng những phút giây thư giãn cùng người thân trong không gian thoáng rộng, xanh mát tại quảng trường trung tâm. Chỉ vài bước chân đưa bạn đến SLC Zoo Safari Park, công viên động vật hoang dã đầu tiên tại Quy Nhơn, mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. SLC Rock Links, nơi lý tưởng để bạn kết nối, nâng tầm đẳng cấp thượng lưu và chinh phục thử thách với 36 hố golf tuyệt tác. Và hệ thống tiện ích bệnh viện, trường học tiêu chuẩn quốc tế, biến SLC Lux City Quy Nhơn trở thành đô thị hạt nhân tiêu biểu của 6 tỉnh Nam Trung Bộ. Vòng quay mặt trời độc đáo là điểm nhấn lý tưởng để bạn trải nghiệm cảm giác thú vị. Quảng trường đại dương như một câu lạc bộ biển. SLC Lux City Quy Nhơn, đô thị hiện đại bậc nhất Bình Định, biểu tượng cuộc sống thượng lưu bên bờ biển, cơ hội đầu tư không thể chối từ.